bản án 9 năm tù cho kẻ dùng búa đánh người suýt chết. Nhớ lại chuyện cũ, Nà đã dùng búa tấn công người hàng xóm trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Với hành vi này, Nà phải trả giá bằng bản án 9 năm tù giam. Ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Thạch Tá Nà, 30 tuổi, ngụ ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 2 tháng 7 năm 2021, Nà nhậu chung với 4 người bạn ở cùng địa phương tại nhà ông Thạch Hư Ân E, 62 tuổi, ngụ cùng ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử. Đến 20 giờ cùng ngày, do nhậu say nên Nà về nhà để nghỉ. Trong lúc nằm nghỉ tại nhà, Nà nhớ lại chuyện trước đây ông Thạch Thành, 52 tuổi, ngụ cùng địa phương, có dùng ghế nhựa đánh mình. Tức giận, Nà đi ra phía sau nhà lấy cây búa có cán bằng gỗ, chiều dài 37cm đi tìm ông Thành để đánh trả thù. Khi đi ngang nhà ông Hương E thì nhìn thấy ông Thành đang ngồi uống rượu trước nhà. Lúc này, Nà đi vào chỗ nhậu dùng búa tấn công khiến ông Thành trọng thương với tỷ lệ thương tật là 42%. Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thạch Tá Nà 9 năm tù giam, đồng thời buộc bồi thường số tiền 60 triệu đồng do bị hại yêu cầu.